À, chúng ta tiếp tục à, chương 3 và bây giờ chúng ta sẽ vào cái nội dung thứ hai chúng ta sẽ nói về khung của một chương trình vSDl cơ bản và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết phần thứ nhất chúng ta sẽ nói về ví dụ của một cái chương trình vSDl cơ bản à, một cái chương trình vSDl có thể là một tập hợp à, của nhiều đơn vị thiết kế à, nó là kết hợp của nhiều cái đơn vị thiết kế à, một cái chương trình vsdl có thể tổng hợp được À, cái này chúng ta đã nói có thể tổng hợp được có nghĩa là có thể xây dựng được mạch điện từ các lệnh. Thì nó cần ít nhất hai cái đơn vị thiết kế đó là khai báo entity và thần kiến trúc kết hợp với cái entity đó. Như vậy thì dĩ nhiên cái thư viện hay là những thành phần khác, thư viện thì lúc nào cũng có, xem như là mặt nhiên. Còn những thành phần khác thì có cũng được, không có cũng được, nhưng phải có hai cái thành phần này, đó là khai báo entity và thân kiến trúc. Thân của một cái chương trình, cái khung của một chương trình VSDL tiêu biểu có thể được giải thích tốt nhất thông qua một cái ví dụ. Rồi thì chúng ta sẽ xem. Thì đây là chương trình mà chúng ta đã gặp ở chương 2. À, như vậy nó có khai báo thư viện có entity và có kiến trúc như vậy đây là một cái chương trình có thể tổng hợp được đã thỏa mãn có hai thành phần đó là khai báo entity và thần kiến trúc rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai đó là khai báo entity à, cú pháp khai báo entity như sau entity một n là các cái từ khóa cũng như chữ Y này rồi entity name là tên của cái entity và bên trong cái phần khai báo bọt này chúng ta khai báo các cái bọt tên của các bọt vào cũng như bọt ra. Bọt name hai chấm loại mod là loại dữ liệu vào hay ra hay là vào ra là kiểu dữ tức là cái dạng tín hiệu vào hay ra còn data type là loại dữ liệu ha. vân vân bạn khai báo hết các tín hiệu vào ra của một cái mạch mà bạn đang mô tả và chúng ta chú ý cái hàng cuối cùng ở à, trên đây bọt chúng ta mở ngoặc ra và cái hàng cuối cùng chúng ta đóng ngoặc lại rồi chúng ta kết thúc bằng dấu chấm phẩy à, còn những cái bọt nem ở trên thì chúng ta kết thúc dấu chấm phẩy riêng cái hàng cuối cùng thì dấu chấm phẩy phải, phải nằm ngoài cái dấu ngoặc à, nó khác một xíu. và kết thúc bằng n tên của entity cú à, pháp nó là như thế và bạn phải nhớ cái cú pháp này thì trong quá trình lập trình mà nếu bạn dùng phần mềm C# thì bạn lập trình thì các bạn chỉ trong quá trình bạn khai báo thì cái Entity này nó sẽ tự nó sẽ tự tạo ra cho bạn còn nếu bạn dùng phần mềm của Terra thì nó sẽ bạn phải tự viết rồi chúng ta sang phần thứ ba chúng ta nói về thân kiến trúc Architecture Body thân kiến trúc nó sẽ chỉ định các cái hoạt động bên trong hoặc là cái tổ chức của mạch điện cái câu này chúng ta đã gặp rồi thì đây là cú pháp của khai báo thân kiến trúc của thân kiến trúc các từ khóa màu xanh tên của kiến trúc và nó sẽ đi mô tả một cái entity tương ứng và phần declaration là khai báo của kiến trúc gồm có khai báo tín hiệu khai báo các component mà chúng ta đã gặp rồi, begin và end là thân của kiến trúc Bên trong này nó chứa các lệnh đồng thời à, Concurrent Statement Các lệnh đồng thời này chúng ta đã gặp à, Và các lệnh đồng thời này chúng ta còn nhớ Là được quyền xáo trộn cái thứ tự của nó Rồi như vậy chúng ta đã giới thiệu xong Cái thân kiến trúc Và bây giờ chúng ta đã nói về đầy đủ hơn à, Chúng ta đã gặp kiến trúc rồi Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nói về Cú pháp của nó đầy đủ hơn Cái cấu trúc của nó đầy đủ hơn Cũng như phần khai báo Entity Chúng ta sang cái đơn vị thiết kế và thư viện. đơn vị thiết kế là các khối xây dựng cơ bản của một cái chương trình VSDL. khi một cái chương trình được xử lý thì nó được chia ra thành nhiều cái đơn vị thiết kế độc lập và mỗi một đơn vị như thế được phân tích và lưu trữ cũng độc lập luôn. có năm loại đơn vị thiết kế. thứ nhất là khai báo entity thân kiến trúc hai cái này chúng ta đã nói rồi thứ ba là khai báo gói ha bucket declaration rồi thân gói ha bucket body và cấu hình ha. thì hai cái thành phần đầu chúng ta đã trình bày cho nên chúng ta không trình bày nữa bây giờ chúng ta sẽ nói về gói của vsl thì gói thường thì nó chứa một cái tập hợp các cái thành phần phổ biến thường được sử dụng, chẳng hạn như loại dữ liệu chương trình con và các cái khơm bố nền các thành phần mà nó cần thiết cho nhiều cái chương trình của cái ngôn ngữ VSDL Như tên đã gợi ý, thì khai báo gói nó sẽ chứa các cái khai báo của các thành phần này. Còn thân gói thường thì nó chứa các cái đoạn code như là chương trình con, vân vân những cái gì chúng ta thường dùng ở nhiều cái chương trình thì chúng ta sử dụng nó ở dạng gói thì thực ra thì cái ngôn ngữ vi cái cái phần mềm mà lập trình ngôn ngữ này nó cho phép chúng ta sử dụng rất là nhiều dạng khác nhau không nhất thiết phải dùng gói thì, thì, thì gói cũng là một hình thức nhưng sau này chúng ta sang phần lập trình thì chúng ta thấy rằng nó rất là đa dạng rồi chúng ta tiếp tục à, sang phần thứ năm đó là phần cấu hình trong cái ngôn ngữ VSDL à, có nhiều thân kiến trúc có thể kết hợp với phần khai báo entity à. và cái cấu hình tức là cái đơn vị cấu hình nó sẽ chỉ định cái thân kiến trúc nào sẽ được kết nối với cái khai báo entity à, như vậy thì có năm thành phần à, nói lại chúng ta sẽ tóm tắt lại năm thành phần đó là khai báo entity à, thân kiến trúc à, khai báo gói thân gói và cấu hình à và như vậy thì cấu hình dùng để chỉ định thân kiến trúc nào sẽ được liên kết kết hợp với cái khai báo entity. Rồi thì như đã trình bày thì có hai đơn vị thiết kế chính quan trọng ha. Có thể tổng hợp được một cái phần mềm có thể tổng hợp được hay một chương trình có thể tổng hợp được thì gồm có hai thành phần chính bắt buộc phải có đó là khai báo entity và thân kiến trúc. Còn gói cũng như phần cấu hình thì đây là những thành phần phụ ha. Và như vậy thì cái phần 3.2 tôi đã trình bày xong. Các bạn xem cái gì chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Thì những thành phần này cũng không thật sự quan trọng lắm thì chúng ta cũng đã gặp rồi, những thành phần chính chúng ta cũng đã gặp rồi. Như vậy thì tôi tạm thời dừng lại ở đây. Các bạn có thắc mắc thì chúng ta trao đổi thêm.